Do không ngăn chặn vi phạm ngay từ khi mới phát sinh và chưa thực sự vào cuộc xử lý dứt điểm các vi phạm theo kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nên đến nay, tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên vẫn còn trên 110 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Điều đáng nói, có những trường hợp phát sinh mới trong năm 2021. Tập trung nhiều tại thôn Đào Đặng và thôn Tính Linh, trong đó 107 trường hợp vi phạm, chủ yếu là xây nhà tạm, chuồng trại chăn nuôi, lều lán, kho và tập kết vật liệu xây dựng từ năm 2014 đến tháng 3 năm 2016 và 6 trường hợp vi phạm từ ngày 16 tháng 3 năm 2016 đến nay, tức là sau khi có chỉ thị 02 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tập trung giải tỏa vi phạm đất đai. Đó là ông Nguyễn Văn Quyền, thôn Tính Linh, Trần Hữu Tình, thôn Đào Đặng, vi phạm tập kết vật liệu xây dựng, Nguyễn Hữu Hùng, thôn Tính Linh, vi phạm xây dựng kho hàng, Đoàn Văn Linh, thôn Đào Đặng, xây dựng lán bán hàng. Đặc biệt, trong năm 2021, trên địa bàn thôn Đào Đặng đã phát sinh 2 trường hợp vi phạm mới là hộ ông Trần Hữu Chất đào đất để làm ao, ông Nguyễn Đăng Thủy xây dựng mở rộng chuồng trại chăn nuôi. Hiện xã đã tổ chức cưỡng chế 1 trường hợp vi phạm đào ao, vận động được 5 hộ tự tháo dỡ công trình. Ngày 21 tháng 9 vừa qua, xã đã lập biên bản các trường hợp vi phạm và sẽ tiến hành giải tỏa trong tháng 9 năm 2021 17 trường hợp, chiếm tỷ lệ trên 15% tổng số hộ vi phạm.